Xin chào mọi người đã đến với talk show giá xanh tuần này của công ty Nhân Mỹ. À My ơi, hôm nay trời lạnh quá và dạo này Sài Gòn cũng rất là lạnh luôn, cho nên Thảo bận đồ rất là cô bé mùa đông luôn đó. Còn Huyền thấy sao? Thảo nhắc Huyền, Huyền mới nhớ trời Sài Gòn dạo này rất là lạnh, đã vậy dân văn phòng chúng ta phải ngồi rất là nhiều, rất là hạn chế vận động, vì vậy rất là dễ bị bệnh. Thôi thì sẵn đây, chúng ta cùng chia sẻ với mọi người cách mà team chúng ta giữ gìn sức khỏe nhé. Đầu tiên là họ sẽ chia sẻ cho các bạn một vài tip để chúng ta giữ sức khỏe của mình trong cái mùa lạnh của Sài Gòn ngày hôm nay nha. Đầu tiên là chúng ta phải ăn uống thật là đầy đủ vào buổi sáng, và thứ hai là chúng ta cũng phải ăn buổi trưa, cũng chúng ta cũng nên hạn chế rằng mình đừng ăn nhiều quá vào buổi trưa, sẽ khiến cho chúng ta dễ bị tức bụng và khó tập trung hiệu quả vào buổi chiều. Còn Huy thì sao? Ngoài ăn ra thì chúng ta luôn luôn phải uống đủ 2 lít nước mỗi ngày. Ở Nhân Mỹ chúng ta được chuẩn bị cho một bình nóng lạnh để đảm bảo là cung cấp đủ 2 lít nước mỗi ngày. À đúng rồi, ngoài ra thì chúng ta còn hay dành khoảng 7 phút ngắn ngủi để thực hiện một số động tác giúp thư giãn cho các cơ và xương. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nha.